Kính thưa chư quý vị thính giả, nhận định thói đời thường hiển cụ nghinh tăng, ưa vị kỳ uống nước quên nguồn, do đó người ta dễ xa vào hố sâu tranh chấp, chia rẽ hận thù, chiến tranh sâu xé. Đức thầy nhân một đêm cuối thu, gió bắc bắt đầu nổi, cảm cảnh sanh tình, ngài cầm bút làm thi. Ngài kêu gọi chúng sanh nên gác bỏ hận thù, kiến trinh mà tu học. Bởi vì ngài trả quả cũng gần kề, lũ bao tàn tất tạ ngược xuôi. Còn người lương thiện sẽ được hưởng hồng ăn tam bảo. Điều cần nhất là phải đoàn kết, phải hài hòa, phải làm bổn phận chấn hưng Phật pháp, và phải tu sao cho kẻ bạo khâm nhường. Riêng phần của đức thầy, dù cho chịu muôn ngàn cái đắng, ngài cũng cương quyết thi hành sứ mạng cho đến bao giờ. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi nơi thạch bàn. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. Thu đã cuối bất lai rai thôi, xét cõi lòng chành nỗi thương tâm. Cánh tràng thổn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ồ ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi ơi, giết chầm vào nghiêng chỉ xiết ngữ ngại ngùng. Cũng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác ngữ cõi tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hiểu chi, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời em cứu nhân tăng, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thanh tiên. Làm cho lão nữa phiền nữa tội, ước sao mình như cội trên tranh đằng soi khắp cả trần, cho người trong tôi đặng lặng điên quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách đêm thân này, các mạch sầu đông dầu ai trao đổi là nồng, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng nao. Nhưng nghĩ lại heo xào tim phổi biết gốc lành, sao
làm đảo ba diện năm môi. Dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn nhân, bài rồi thành lại nên tồn. Vàng dân hướng được nước nguồn mà hàng. Trái một lúc cuồng ba sống dày chắc nhân sanh, sẽ thấy việc cơ chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả qua âm y biết bao. Thỏa cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài, thơm rực như non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn dân kêu gọi như người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi, cả lúc bao tàn tất tà nay mai. Bay lâu khuya dồi khuya tài, trời xanh rồi lời ta nói có ngắn lắm nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điều đờn trói khúc quyền tâm, nhà nghề chọn bán dòng tăng sĩ thanh thao như kiến hạng đã lâu sống diễn càng mòn. Có cây khô héo thôn vốn, nay nhờ đớm mà còn nghĩ. Đến đây gió ào ào thôi, ngân mình ra nhìn ngọn đông phong. Không minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mùi mộng bay tan. Khuyên chớ chấp kẻ lòng lan soi, để đức lành tan rồi khắp nơi. Non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đào soi đời cổ kim. Nhân loại
sẽ khỏi chìm bế khổ, khắp muôn loài nguyện độ siêu thăng. Kể chi miệng mối lười lằng, mặc tình thế sự kêu thần hay ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực của dòng vàng, đành thức bốn phương chân hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tại tâm sĩ gây thiên quyết năm lần bụi bờ xuống thầm lên đều, dầu cho gặp lắm hùng beo từ bi dẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Đâu nàng chi mà ngừng dịp phải cuộc tán thương biến cải nữ cảnh trần bực mình chờ cơn gió tạnh như sẽ lần bước ra. Thấy thiện tinh chan hòa giọt luyện tâm não nùng chành nghĩ xa giờ chim trời vẫn ổ chiều mới bày con chiếu chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mưa tầng nắng nghi sợ trải qua rồi việc vợ quá hay, thế gian sẽ biết nghi thánh tài bế bồng con dài hát bài khai ca. Ai mà được trông qua cảnh ấy cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ thương đời ta ít lỡ thơ nèo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phật tăng sĩ này bao gió bụi miệng xấu lòng thảo cuối ta bàn theo đòi gương phẩm
phi xác phàm
mê mệt đâu này. Băng rừng dẹt phá dốc gai, đưa người lương thiện đi đến ngày niết bàn. Thấy biển khổ đau an, lòng đắng sông thuyền ra, cứu vớt sanh linh như miệng cho nghi ba tánh dẹn mình hết cơn bệnh tật, nghi hết nghi tình nghi đạo tà. Cuối giờ nước má mắt mẹ đi xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhớ. Dầu cho thông thái cùng dình cốt xương, nó đâu lại dài bữa đồng loại cũng gốc ngày thường đế xuống trần. Ngoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên nhân. Thấy sanh chúng quá nghiền cánh tốt, dục thúc muôn dân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cánh khổ phần thì tham muốn bề, khuyên trong nam nữ chờ quê, cuối đầu thiên niệm trong về Tây Phương. Tu cho đẹp lòng cha mẹ cửu huyền chờ trong